Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với Mass Effect Andromeda đây. Khi nhiệm vụ chúng ta sẽ tới chỗ này thì rồi. Ui đúng rồi. Đây đây đúng rồi đúng rồi. Thanh niên này đang bị kẹt cái khu này và chúng ta xuống được nè. Xử lý cái đống này. Mình thử chiêu mới rồi. Súng mình mới nâng cấp nhẹ cái skill này. Nhưng mình không có nâng cấp skill mà bay lên quốc nó. Thậm chí bạn bay xuyên tường được luôn. Skill này đã phát luôn chứ. Cái skill này nó tiện hơn nhiều. Rồi gây đam rất là cao và làm cho đối phương choáng nữa. Cái lý do mà sao mình thích cái skill này. Trời này không thấy mình ở đây. Này thì quá dễ. Trời đàn có rồi. Ồ, vẫn còn ha. Andy bạn. Wow. Chứ là mình có một cái súng nhắm mới nữa. Nhưng mà khoan nữa mình đổi súng nhắm ra cho mấy bạn coi. Súng nhắm này biết cái đam nó như thế nào. Thử cái thằng mặt này coi, đam nó cao không? Đam cũng cao phết đấy chứ. Trước khi mình phải nạp đạn rồi. Một phát giục ngay. That fight was fun. You're telling me. You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. This is gonna be great. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. What do you think? Military outpost or scientific? Pathfinder's call, but research is no good if we're dead. Military. It's got to be science. Our colonists need to understand their home. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Prioritize research and discovery. That's our foundation and our future. Orders prepped. Ready on your signal. Oh,
Andromeda Initiative. This is Ryder, Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost blocked inbound and ready as hell. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen Eager for months. EOS is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. The Reality Rider? You bought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed, but after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. We didn't come to a new galaxy to argue about who's right. It got us this far. Talk to Bradley. Later, we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? We're adventurers. Whatever makes the squad comfortable is okay with me. Let's talk about our success on EOS. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need from us, Ryder? Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical.
Good meeting, everyone. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that. Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana, to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field, while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Roshan. Who are you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. I like the way you think, kid. Someone somewhere shivered when I said that. Probably Tan. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Everyone's tight on supplies. The Nexus is no exception. You think it's the same as being exiled? Life outside the Nexus ain't exactly friendly. So why did you leave? Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Your people come first. Keeping Kesh and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. Happy to have you, Dr. DePero. I'll do my best. Now, hold still. Ow! Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the Ket? Harry didn't tell you? I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner, maybe? Oh.
Thing is, Ryder, you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically, without distractions. Am I distracting? Not nearly as much as you think you are. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan. Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syak's Kendros's aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The initiative's finally back on track. This is Hirik, one of the scientists from the tech lab. What you achieve with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley. I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Khá là nhiều công việc đó. Vậy chúng ta đã tới Nexus Pathfinder. Đây là cái trung tâm của tụi Pathfinder. Và chúng ta đi nói chuyện với một số người. Chúng ta có thấy một cái nhiệm vụ nào mình có thể kích hoạt rồi bên Strike Mission. Còn bây giờ ta có Better Beginning này chưa xong. Và chúng ta vẫn phải đi tìm Addison khúc sâu. Nhưng mà chúng ta đi tới cái chỗ này trước đi đã. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. I guess this is one bet that paid off. Point taken. Always revel in your victories. That's why I'm standing here. Oh, I never doubted you. It was the others. They don't share our vision, Ryder, of a prosperous future in Andromeda. I suppose we agree on that much. I knew that given a chance, your talents would emerge. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful. He'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on Eos, Ryder. An outpost full of scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder?
We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ked are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder. Ugh. Right. On a collision course with unknown objects. Make corrections. Sam, are you on? Collision is imminent. All stop, now! Ked ships. A dozen. No, more. They've got us pinned against the Scourge. They are scanning us, Pathfinder. Well, scan them back. Where is the one who activated the remnant? Their DNA signature is there. Answer me. You're the one in my way. Who are you? They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. I need a few more seconds. I actually know a lot about the Remnant. We should compare notes. Enough. Your defiance is naive and reckless. This day marks the beginning of your greatness. Sam? I have plotted a potential course through the Scourge. Do it! Report. Enemy destroyed. Damage to aft sensors. Scourge got it? Yes. Get us out of here! It will be tight. Callow? Yes! Nice work, Ked. Yeah. But who the hell was that guy? Ryder, we've got trouble down here. You need to find us a port now. Great. Where'd we end up anyway? Sensors are damaged, but I think we're at the vault's coordinates. You think? Gil, give it what you can. We're setting down. We're being contacted. We have to land. Open a comm. Tov, Jagalesto. Tov, Jagalesto. We're visitors from another galaxy. Our intentions are peaceful. Av Nalesetto. They've sent us a nav point. Set us down. Yes. Ha, look at that. It's beautiful.
We need in that vault. Please, you're not really going out there on your own. We can't afford a repeat of last time. I'm the Pathfinder. First contact is on me. Most important thing ever. No pressure. If this goes badly, if I get eaten alive, even if it's hilarious, please destroy the vids. Need me to take my shoes off? Hey, Hamdogos. Nathan Roa. I'm Paran Shai, governor of Aya. We are the Angara. Hello. I'm a Pathfinder with the Initiative. Yes. You crossed Darkspace. I've heard of your journey. Jol, I have this in hand. Ephra saw the ship come in and sent me to find out what's going on. He's a human from another galaxy. A Pathfinder. Aya is hidden. Protected. What do you want? We didn't know what we'd find here, to be honest. But I'm open to sharing what we know, if you are. Honest? Honesty would be a good start. I'll inform Ephra. He'll be waiting for you in his office at the Resistance headquarters. I'll meet you there. I will accompany you through our city. Your crew will stay on your ship. Follow me. Follow closely. Do not try to explore the city or interact with anyone. BB secret will check. Check your email from BB. Okay, làm sao mình check cái email trong đây rồi ta? Codex. Journal. Nói chung làm gì mình nghĩ là mình nên đi theo cái bài này. I suppose. Cái thành phố này cũng đẹp phết đấy chứ. He's leader of the Resistance. Chúng ta đi cái theo bài bài này. They fight the Ket. Chúng mình chìm khu này rồi. Nãy là mình bị nguyên một đám Ket và bị ông trưởng lão quốc dí theo. Mà cuối cùng hơn là may mắn chúng ta thoát ra. Và chúng ta tới được cái chỗ này. Mà một cách vô tình hay cố ý gì đó chúng ta lại gặp được cái chỗ này. Có thể nào bà này phải chạy nhanh hơn tí được không để mình còn có nhiều chuyện đó. You're an outsider who invaded our home. We know nothing about you. Đúng rồi, chính xác là mình bởi kể là mình xâm chiếm cái khu vực nhà của bà rồi. Chúng ta mà bà ấy không biết về chúng ta nên bà này vẫn đang rất là cẩn trọng về việc của chúng ta chuẩn bị đang làm hoặc đang nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra. Cái chỗ này là mình nhớ tới mấy cái chỗ như công viên nước hay gì đó. Đà Lạt rồi cũng vậy, nhìn những cái thác Đà Lạt chứ. Khu này giống như khu nghỉ dưỡng ấy. Nhìn tục vậy. Nhìn không giống như cái thành phố, nhìn giống cái khu nghỉ dưỡng nhiều hơn là mình nhớ tới Đà Lạt hoặc là cái khu vui chơi Việt Nam vậy. Mình tính nó làm thì điều gì cũng đẹp. Nhưng bà này có thể nào bà đi nhanh hơn một tí thôi. Đi nhanh lên đi. Người nói đi chậm thiệt. Tại nếu mà mình chạy là tức có hai hàng quỷ này đứng đằng sau. Nó thấy rồi nó sẽ làm đủ cái chuyện. Người châu hay là mình phải đi một mình. Đồng đội mình là phải đứng ở trên hết. Trên tàu hết đâu đâu được xuống đâu. Xuống là bà này xử hết. Rồi ơi. Vô nói chuyện cái nhẹ đi. They are bullies, but this situation is now your fault. Don't get kicked out, Moran, not because of them. But you're telling me to be weak. No. I'm telling you to be strong through your cunning and heart. Okay? Hey.
really is the best one in the Resistance. I know. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. We've had our own run-ins with the Ket. Then you really do understand. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Took what he wanted, as if we were nothing. Now, the Ket mercilessly abduct Angara. Often, we never see our people again. Come this way. Ephra is waiting. Wait, the Ket kidnap you? Steal your people? And the Resistance fights them every day. With everything we can. Is it attrition? What are they after? You should save your questions for Ephra. Kadara be damned. I won't lose Vold. Ephra, this is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder. It's an aggressive move coming to Aya. It wasn't meant that way. I have an Ark full of desperate people counting on me to find them a home before they starve. Of course, I feel for you and your people. So, Pathfinder, never mind how you even found us. Why are you here? On a hostile planet we call Eos, I explored an ancient structure, a vault, and brought it back online. It stabilized that planet's environment. Remnant. Recent intelligence supports that claim. If I'm right, there's a vault on Aya that's different. I need to look inside. You're right. There's a vault out there, but it was shut years ago and the entrance hidden. We can't help you. The Moshai could. She's our most revered scientist and elder. She knows this vault. But now the Ket have her, and our rescue attempts failed. She's lost to us, and you. Let me show you what I can do. I won't take one step without your approval. You have no idea what you're dealing with. The Angara learned years ago the perils of messing with vaults. So did the Ket, for that matter. We're done here. Ephra, I feel... Ephra, what this alien says is extraordinary. The Moshai would want us to be brave and not let this chance pass. Joel, you talk too much. Let me assess this, alien. I'll be your eyes. I know you can spare me. Go if you want. But when he tries to kill you, be prepared to strike first. I'm Jarl Amadarav. I'll be your envoy through Angaran space. Thank you for trusting me. I don't. But I can always kill you in your sleep. Good to know. I'm just saying, as far as first contact goes, at least that went better than the last one. Only slightly. Yeah, what happened? I wanted to look around. And now we have another mouth to feed, whatever he eats. Do the translators not work? They work. I know we're improvising as we go, but let's remember that there is Pathfinder team protocol. Don't think I got that handbook. Ryder, we followed our best lead here, and now we don't even have that. Jarl has offered to do what he can to help us access the vault on Aya. How do we do that when we're leaving the planet it's on? That's a fair point. Jarl? Seriously? Settle down. Ryder's right.
There's an Angara right here. Let's hear from the new guy. One day, about 80 years ago, the Archon and the Ket arrived in Helios, and the horror began. They declared war? Nothing so easy to define or fight. The Ket kidnap Angara. Their people disappear without a trace. What if they were us? Sure, I'll fight Ket all day long, but that's no plan. I agree. We need to get into that vault, Ryder. Surprisingly, I'm with PB. Our own mission has to take priority. We have a plan. Kind of. Pretty solid. Jarl? The Resistance is stretched thin. I was tasked with traveling to two of our worlds at our briefing this morning. And you'll accompany me. Because? Because then Ephra will see you as trustworthy. You want that. Jarl's told me about these two worlds, Havarl and Vold. Before the Scourge disaster, Vold was a thriving planet of billions, a shining center of technology and life. And now? It's the center of our ground war against the Ket. Our Resistance base is fighting Ket Command for control of the planet. What about the other? Havarl? Is the birthplace of the Angara. It's started to degrade, to become wild and dangerous. We suspect Remnant. Now we're talking. We've recently lost contact with our scientists. Still don't get how any of this helps us. I do. Help us, or rather help me, and I'll vouch for you, right? Because Jarl wants inside Aya's vault, too. Pathfinder, it's your call. Let me weigh the options. I'll let you know. We'll be ready, whatever you decide. Jarl, give Kalo the nav points for both planets. Let's do this. Full roster đủ team luôn rồi. Đủ team. Chúng ta có thể đi Havarl hoặc là Void gì thôi. Tùy không. Meet the Resistance. Sao đó cái nhiệm vụ nó thay đổi liên tục nha. Nó tự động liên thay đổi à. Havarl, Void, having made contact with the Angara, the trust must be gained in order to meet the motion and set on a nếu mà chúng ta làm tăng lòng tin của họ đối với chúng ta thì chúng ta sẽ có thể truy cập được vô cái chỗ chứa trên Aya thì chúng ta có thể chứa thêm người trên cái hành tinh đó và có thể là chúng ta sẽ chuyển người bớt sang chỗ đó và có thể ăn uống đỡ hơn tại vì chúng ta đang đi tìm hành tinh mới thì chúng ta sẽ hết lương thực và dự trữ nếu như chúng ta càng lúc càng sinh sôi như thế này mà chúng ta đang cần những đứa như The Pathfinder để đi tìm một cái thế giới mới, một cái hành tinh mới thì trước tiên hết là chúng ta thể nhờ vả được cái đám đó và trước tiên hết phải có lòng tin của nó thì chúng ta mới lên được. Thì make a good place to start. Thì cái này để coi. Còn cái này thì nhưng mà cái hai này là cái này nào cũng được. Thì chúng ta có hai nhiệm vụ, một là chúng ta tới giúp đỡ cái ông tiến sĩ tại Harvard này nè. Hoặc là chúng ta thể tới chỗ này. Mình thì cứ nghĩ chỗ này đi cũng được. Cái này cũng hay. Take her down, Kalo. We designated this planet Habitat 6. Original readings suggest that it had a breathable nitrogen-rich atmosphere and oceans of H2O. I take it that's no longer the case. All H2O on Habitat 6, Vold to the Angara, is ice. And those oceans, frozen over completely. There goes the dream of a seaside property. Hmm.
That's a pretty intense blizzard. LZ is on the windward side of the mountain. Conditions are bad. I'm tracking gale force squalls. To get out and push? Very funny, Ryder. Oh, Suvi wasn't kidding about the cold. Đây, phải chịu tôi phải dậy xây nhiệm vụ này mới đúng mà. Speak to Commander Doscon Environment. Chỗ này khá là lạnh, cái khu vực này khá là lạnh. Trừ 52 độ. Không biết sao mà tụi bay sống được đây nữa. Hoặc là có người sống ở đây. Nhưng mà upgrade cái gì mà sao bây giờ body mình cống đảo ra. Cái khu này nhìn giống bắt đầu giống Tomb Raider đó. Mà lạnh quá đi. Không biết mấy cái này có giữ ấm giống như trong cái survival giống như bên The Division á, survival. Đó nè. Almost at the base now. Make sure you talk to Commander Anyik when you arrive. Tôi tưởng là địch nhưng mà chỗ này là chỗ mà đồng minh cho nên không sao. Extreme cold is detected, Pathfinder. Nhưng mà cái này nó vẫn tính ở ngay chỗ mà life support vẫn tính ở đây cho nên nó vẫn lạnh ngắt rồi cho nên chúng ta vẫn phải cần vô cho nó ấm ấm một tí hoặc là cho nó safe condition là được rồi. Temperatures are within acceptable parameters. Thôi đây. Lấy hết. Xài được là lấy hết. You're the alien Jarl brought. A possible asset, he says. We've allowed you into our base at his request. I am Anyik Dozeal. Remember the name, because if you betray us, I will kill you myself. Be assured that what I do to you will make the stars turn their faces and grow dark. I have no intention of betraying you. Say what you want. It is the hands that reveal true intention. If you wish to prove yourself, be an ally in our fight against the Khet. Despite our best efforts, their growing forces remain a threat to our people. Speak to our lookouts, who watch the valley. They'll know where our need is dire. Go now. I've other things to attend to. Tên cũng lạ phết à. Aegis Dosu, mình cũng không phải đọc. Tên lạ phết. Lấy đồ. Chúng ta không có gì đây ta. Nhiệm vụ đâu rồi. Speak to the lookouts. Mình chắc đi hướng này là đúng rồi. Kêu mình scan cái gì đó thì phải. Mà mình đâu biết phải scan gì đâu, cho nên thôi kệ đi. Next clone. Tôi tưởng là có đồ để lấy nhưng mà không có. Lookouts thôi. Cái đám đó rồi. Có đạn dược gì luôn nè. Ngon phết. Whoa, didn't mean to sneak up on you. Your commander said you could show us the valley. Zeke, I don't want to talk to it. You talk to it. Stop it, Beniska. The commander sent word. We knew they were coming. Yeah, we can show you the valley. What are you looking for? I want to prove I'm here as an ally. That means fighting Khet.
Head in any direction and you'll hit Ket eventually. They're all over Vault. Like Quertz, but with guns. We've heard reports about captured Angara in a Ket labor camp down in the valley. If you're here to help, like the commander says, you could start there. Anything else? I'll let you get back to your work. Yeah, you behave. We're watching you. Tempest, we're gonna need the Nomad. Okay, my position. Ờ, chứ vì vị trí trên cái chỗ này là một đống luôn. Chúng ta chỉ cần đi đại hồ cũng có thôi. Ok, chúng ta có giáp rồi. Cái kiểu đủ thế, đủ nè. Set condition luôn. Okay, Sam, what's Vold got for us? Ket activity appears to be centered around this large central command post. According to Resistance Intelligence, the base coordinates all Ket military efforts on Vold. And taking it down will cripple their operations. In theory. However, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task. I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller Ket installations. Any suggestions on how to get on Ephra's good side? Resistance dispatches indicate there is someone in Hajara who needs help. We could visit Tekix, a larger and more established Angara Dar that is nearby. Sounds good. Thanks, Sam. Pathfinder, Vold's temperature range is fixed well below freezing, with pockets of even more severe conditions. This necessitates the use of the Nomad. I advise against prolonged exposure to the cold. Got it. Don't crash the car. Our scans have detected remnant monoliths, which suggests the presence of a Vault. And that means we might be able to melt this ice cube. All right, we've got our work cut out for us. Let's get going. Outpost mới. Có lẽ người ở đây chúng ta đang cần chúng ta giúp đỡ. Reminds me of a snooty bar in London that only serves. Cái chỗ này là vô an toàn à? Someone around here probably knows what that ice is for. You well, that's an enormous ice cube. No, the ambient temperature is normal. You're that alien people have been talking about. Some say we can't trust you. But if you're here to fight Ket, that's good enough for me. You made a quick decision about me. You got me. I hoped that if I flattered you, you'd help me rescue my uncle, Nilj. I had to try something. If the Ket move Nilj from the labor camp, we'll never find him again. Will you do it? Will you help me? I'll get your uncle. Here's the nav point of the labor camp. Please hurry. Nilj may not have much time. Và chúng ta sẽ đi giúp cái ông này ra. Giờ nó đâu nữa? Rich Ket Holding Site. Chúng ta phải đi tới cái chỗ Ket. Nó đang chứa người đó. Bị gì đây? Rescue Nishi order capture Angara. Giờ chúng ta phải giải cứu mấy đứa này ra. Mấy này mắc đại bàng. Chưa làm cái gì mà nó thấy luôn rồi. Đi thử súng ngắm rồi. Ồ, nhìn cũng ngầu phết ấy. Ồ, đam cao phết. Hai phát là chết liền, còn có cả tính độ xa nữa. Ôi. Lên tiếp em, lên tiếp em. Wow, wow, wow. Một phát ngay đầu gục liền. Món cơm. Lâu lâu thử mấy cái cây này mà quên dùng cái kia. Ôi. Mình giống như đang chơi này á. Bắn cái nó gục. Bắn cái nó gục cái là mình chơi cái này thôi. Một phát là tới đây luôn. Phát là tới đây luôn. Mình chúng ta gần hết đạn rồi, chúng ta gần có đạn thêm. Giải cứu cái nhẹ thôi. Mình chúng ta sẽ bắn tiếp tại vì mình hết đạn, không biết nó có giống như mình Far Cry hay gì là gì. Là cái Horizon không? Hay là gì đó.
giải cứu tù nhân hay gì đó, chúng ta nó sẽ vô đánh phụ với bên Godseeking đó, nhưng mà không biết cho nó có vậy không. Tại vì mình gần hết đạn rồi. Chúng ta đang cái chúng ta có cái skill rồi. Mày chạy đâu? Đạn vô, hết đạn vô. Ôi, ủa sao tự nhiên nó hồi đạn cho mình luôn rồi nè. Để hồi shield cái đã. Ủa bắn vậy mà không chết. Ờ chết rồi kìa. Cuối cùng cũng chết. Ôi má, mình vô ngay cái bom luôn mà không thấy đâu. Chết liền. Chúng ta đang yếu máu rồi. Hồi shield rồi cũng chết kìa. Ôi mấy cái thằng này. Wow, chúng ta đang cần rất là cần máu đây. Mày làm gì đây? Nó kẹt ở trển hay sao? Nó kẹt ngay giữa không trung luôn. Chúng ta phải chạy giải cứu nhiều người hơn nữa. Trước tiên hết chúng ta phải lo cho bản thân đây. Là làm sao để có máu gì đạn đây. Đạn cũng đang muốn hết rồi, máu cũng sạch bách. Có cái nòng ngắm mới hả? Đó, phải đi nhanh không? Còn bé nào nữa không? Rồi, nó gọi thêm đệ tử tới rồi. Chúng ta đang rất là cần máu đây. Chúng ta không thể nào cân cả tim nó mà với như thế này được. Cái vô này có phải bật không? Đó, ra đi em ơi. Nó quánh phụ mình luôn mà, cái thằng sẽ đánh phụ mình luôn. Cho nên nó sẽ tiện nhiều. Chúng ta đang cầm máu đó. Wow. Vậy đi, đúng rồi. Cái kiểu càng xa nó càng khó bắn. Đợi, xuống nhắm đi. Mình cứ quen cái nút tam giác trong Horizon. Quát cái đầu. Đứng ở đây thì shield nó hồi liên tục lo gì. Wow. Đứng ở đây đã chứ, shield nó hồi liên tục. Mấy này nó cũng khó bắn mình. Bên kia có đạn rồi, mình vừa thấy cái hộp đạn xong. Rồi. Cái tốc cuối. Cái thằng cuối rồi, còn 3 thằng nữa. Nhảy lên đó con, nhảy lên cho một phát là ăn hành liền. Này mày thì Wow. Đổi súng rồi. Bắn cái này nó đam cao hơn. Xác dằn. Như mỗi lần nó rớt xuống dưới là chết luôn hay sao, giống kiểu giống Foreigner vậy. Mỗi lần thấy nó rớt xuống là coi như là ăn hành luôn. Chứ nó không kiểu như là đứng lên bắn tiếp. Có gì lụm đấy ha. Disable the fence quick. Ram ơi. Chúng ta cần đạn với máu. Mới thấy hộp đạn nãy đâu rồi. Đây có hộp đạn này đó. Quá ngon. Để hồi này luôn đi. Đó rồi chúng ta sẽ activate cái này, cho này thằng này ra luôn. Speak to Nichi, Nichi là con nào? Ê, mày lại tao nói chuyện cái. Ê, thanh niên. Hey man, đi đâu vậy? What the?
Nên này giống như đang lên kế hoạch chạy trốn nha. Chắc là đang chuẩn bị ra đây nói chuyện. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support is stable. Just in time. Would have given us another day at most. No thanks for Rana's jabs. If the cat can't handle being called mildly insulting things, that's on them, not me. You see what I mean? We owe you. How'd you find us anyway? Your nephew Skiat was trying to get you rescued. Good boy. He's got potential, Nilt. Something you've said before. The Resistance needs to be debriefed. We'll head back to base as soon as possible. What about the data drive? We have to deliver it to Buxil so she can start the analysis. Interesting. It seems we have to depend on our rescuer for more than a rescue. Can you deliver this drive to Tetchix? If we work together, no time will be wasted. I'll go there as soon as I can. Perfect. Buxil will be in her workshop. I hope we meet again, under better circumstances. Jarl, we liberated a group of Resistance fighters, leaders called Neelj. Could use a pickup at my location. They're on their way. This is big. Liberating key Resistance agents and recovering information they stole from the Ket. You've put many doubts about you to rest, Ryder. Even Ephra must now be convinced of your intentions. What about the data drive Neelj entrusted to us? Good point. If you prefer, you could go to Tetchix now and speak to Ephra later. The choice is yours. I think speaking to Ephra is more important. I can't access Aya's vault without his help. All right. The shuttle Commander Doziel is sending can take us back to the base. Keeping me updated on your adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You rescued Shavit Garn. His loss would have been hard for the Resistance. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Jarl says you want to help find the Moshi. Why should I let you? I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises, and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Moshi to a special Ket facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, and so I need to... Well, I want to go. It was risky to be honest about your AI, and honesty makes you different from the Ket. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the Ket facility. Stay strong and clear. Goodbye. Chúng ta quay trở lại cái chỗ này rồi, chúng ta sẽ quay lại cho nói chuyện với cái bà kia đã. Sau này chúng ta sẽ làm xong cái vụ Trail Hoff này. Ok, là bà... Ủa? Ờ, chỗ này chúng ta không có xe rồi. Thấy cái vụ mà phóng lên là nhảy này nè.
Nó cũng khá là tiện đó, ngoài là muốn đi nhanh nhanh một tí. Rồi rồi, lên em ơi. Surfer. I'm your pilot. The Kent facility is on the other side of the planet. Ready to head out? No time to waste. You can fill me in on the shuttle. Okay, everybody in. So, no one has ever seen the inside of one of these places. Really? None who lived to tell. Prisoners who go in are never seen again. They have disappeared. That's grim. No one's escaped? Sure, we've liberated Kett work camps, but never these facilities. We lost so many fighters trying. The price was too high. I like to believe that the Kett take important Angara from here to their home cluster. What? As slaves? I guess. Death is better. Jaw, we can't just give in to blanket despair. We gotta have hope. It's why they fight. It's why we're here. It's why we're excited to be part of this mission. We're here. And let's be quick, this storm's getting worse. Once we're through the shield, you take point. We'll look for Moshi Sepha. Let's just try to stay safe, okay? But Pathfinder, no one joins the Resistance to stay safe. Good luck. Radio me when you're ready to go. Để coi chúng ta tới gì nè. Nhìn vô đây cũng đẹp phết đấy chứ. Nguyên từ trường luôn. Not a clue. Có lẽ chúng ta đỡ hơn thì sao? Vậy tôi phải hack cái chỗ này hả? Ok, hack mới vô được. Running Garn shield disable program. Adding my process accelerator. Chúng ta sẽ tắt cái shield này trước cái là chúng ta sẽ đi vô được. Phải đợi cho tụi nó xử lý xong cái đống này. Hay phết. Nó làm nguyên một vòng tròn luôn, hay thật. Exactly. Come on team, focus. Chúng ta đột nhập vô bên trong đó. Chúng ta đi mình đi. Tức là chúng ta phải dùng cái này chúng ta đập nó vô chúng ta mới vô được. Thì ra là vậy. Mình cứ tưởng là phải dùng nút bấm hay gì đó thì chúng ta mới vô được. Một đống trong đó luôn. Tụi nó làm gì ở đây vậy ta? Oh, you see this act? Yes, incredible. Một đống luôn. Mình cứ tưởng là cái kiểu này, cái game này nó không có cơ chế để cho mình stealth được nha. Kiểu như là bạn có thể đi này nọ từ từ vô không được phát hiện một cái vụ nào đó, bạn có thể tương tự là bạn không bị phát hiện được. Thật sự là cái này bạn không thể nào không bị phát hiện được. Tại vì mắt như mắt thần thì bạn chưa kịp né nó cũng đã thấy rồi. Wow. Tạo cái từ trường ở đây luôn hả? Ghê vậy? Qua đây đứng đi, qua đây đứng nha. Mình cho nhỏ này vô đây đứng nè. Đó, cái gì? Đứng ở đây bắn được rồi, tụi bay xuống dưới làm cái gì cho khổ vậy? Dính liền. Rồi, còn bé nào nữa không? Mày hả bưởi. Mỗi lần mà xài ba skill đó là kiểu như là phải xét con mẹ đã định là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và phải bắn nó liên tục rồi đó.
Để em lấy đồ ra, để sẽ vô nói chuyện. What scope gì đây? Our people's things are here, abandoned. From the prisoners. Do we have time to? Can we just look around? Hey. Nói chuyện cái gì ơi. Huddle up. If we were a surprise, I doubt we're one anymore. You have the best chance of finding Moshe Sefer. We'll attack head on and provide a distraction. Good plan. This is going to be fun. This is the main entrance. We'll go this way. Kick in the front door. Stay in radio contact. And good luck. Cái ý tưởng tệ nhất đó chính là tách ra làm hai nhóm nhỏ đi hai hướng khác nhau. Má, chúng chết lẻ tẻ hay sao? Trong khi mình giờ mình đi với hai thanh niên nhóm mình, hay là mình đi lẻ hai thanh niên rồi. Đây, Cobra đi chung mình đây. Cái thằng Joy gì nó đi riêng rồi, Jahar gì đó đi riêng rồi. Ủa, có cái helmet nhìn tụi bay ngon đó. Nhưng mà lát nữa mình mới mặc được. Có mỗi Cobra đi chung. Nhỏ này là Lieutenant. Là cái bọt hàm gì mình cũng quên cách gọi à. Nhưng mà khá là cao, hình như đại tá để Colonel là đại tá hay phải. Tá nói chung là tá mình nghĩ là cho hai đi chung mà nè. Tá hay Lieutenant nói chung là vậy đi. Nói tên là nhỏ này Cora, chúng ta đang đi chung với nó. Chúng ta đang được khử chất độc trước khi vô phòng này. Decontamination. Khử chất độc trước khi vô này, giống như cái kiểu mà khi mà bạn vô mấy cái chỗ phóng xạ gì đó thì nó sẽ khử chất độc trước khi mà bạn vô, thử không cho bạn mới vô được. Nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao nó nói cần phải khử chất độc cho mình nữa. Pathfinder, come in. How's it going? We're undetected. Oh shit. From where we're hiding, we can see some of our people. Cái đạn này quái gì nhỉ? Một phát nhanh. Mình thích cái đó đấy. Mày muốn ăn headshot không? Chưa hồi nữa. Wow, dừng chơi. Ủa, dừng chơi thì chưa chết hay sao? Tàn hình nữa chứ. Ghê thiệt. Gặp như thanh niên tàn hình. Hết đâu. Còn ai nữa không? Hết rồi, quay hết rồi. Lấy em đạn rồi đi nè. Trong này cái phòng nhìn ghê phết đấy chứ. Gì đây? Cái đám cat gì nè. Hôm nay trưởng lão nè. You are elite among cats. Ghê phết. Nói chuyện coi. Ông này có vẻ như là ông khá là tự cao chứ. Which way? What is this? Fortunate welcome. Step forward. I am humbled before you. You who are the chosen. Chosen by the Archon. Chosen to be exalted. Chosen to be exalted. What? Why aren't they resisting? That's some crazy cult shit down there. Those N'Garo look like they're in some sort of trance. I know the Moshai. She's not down there. But maybe in one of those pods. It's as good a lead as any. You wanted a distraction? We just set our plan on fire.
impossible! Archon! Explain! We've been breached. I will defend the temple. Wait! Is the Most High among these? No. It awaits final exaltation. Then proceed immediately and bring it to me. Final exaltation? What's final? What are they doing? We have to save all the Angara. We're here. Let's do everything we can. Thank you. That wasn't the plan. Plans change. Come on, let's see where those pods go. Chút thay đổi về mặt kế hoạch. Cái chỗ này bắt đầu nguy hiểm hơn mình tưởng rồi đó. Nhưng mình cũng hay lạ tại sao cái tự nhiên cái đám Angara, cái tức là cái thằng đồng loại chung với thằng này nè, là tự nhiên bỗng nhiên nó lại kiểu như hiến thân cho cái đám này, đám Cat này. Và dưới sự chỉ huy của tụi Cat, và điển hình là trong Archon á. Cho nên mình chỉ thấy lạ thôi, còn mình không biết phải giải thích sao nữa, cho nên chúng ta phải đi tìm hiểu sau đây thôi. Và ổng đang làm gì, và ổng đang đầu độc ý tưởng hay con mẹ gì đó. Làm sao xuống dưới được dưới ta? Làm sao xuống dưới đây? Ồ, cái cửa, mình cứ tưởng cái cửa bị khóa rồi chứ. Có cái container gì nè. Có bụi giáp, nhìn cũng ngon phết. Đó, phải vậy chứ. Cái con này nữa. Một phát, bé gục ngay. Ôi, cái con gì tàn hình nè. Này. Ôi, cái chỗ này nó bị kẹt hoài luôn ta. Nghĩa như đang bắn cái gì mà nó kẹt không chạy được. Rồi còn phải có shield đó. Ngon, có rồi nè. Kìa, nó cầm cái súng máy hay sao, cái con gì ghê vậy. Con gì trắng. Ui, thanh niên, tàn hình. Biết lắm à. Tàn của mẹ nó hình đó mày. Không quân mình bắn đánh gì ảo rồi. Đánh không biết sợ là gì luôn. Có cái súng á. Ultra rifle. Ok. Nó cầm cái súng máy sao đó, gì ghê vậy. I am making progress, but the Angara have no intel on this facility. Should I prioritize differently? Are you in peril? Nhưng mà giữa ngay đây là cái hộp máu anh đỡ ha. Hộp máu hộp đạn luôn, phải hộp ít nữa. Ôi. Này thì chơi bố mày. Tính nhảy lên trên để bắn cái con đó nhưng mà nó khó nhảy quá. Đây rồi, mày chơi bố mày nè. Bắn rác như quỷ á. Super skill man. Đó, phải vậy chứ. Choáng liền. Wow, lại thế lại. Thanh niên chơi vũ khí lạ không. Ồ, hết đạn rồi, chúng ta có thể quay lại chỗ nãy chúng ta lấy đạn được không? Máu nè, nhưng mà không có đạn rồi. Nè, mình thấy có hộp đạn rồi. Đây, có hộp đạn đây. Đi tiếp anh em ơi. Kêu gọi 500 anh em đi tiếp. Ồ, cái này cũng hộp đạn quá trời. Mình cứ tưởng cái đó không có rồi.
Hiểu rồi. Mình nghe đây nè. Đó, đây anh đấy mà. Rồi, có gì đâu. Tắt à, mình cứ tưởng là cho đồ gì đó. What the fuck is this? Cái đéo gì vậy? Nguyên một đống mấy cái đồ chứa người hồi nãy á. Và tụi nó đang kiểu đang kiểu tốt nhốt tù nhân hay sao. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây cái đã. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Ok, và có lẽ tập tiếp theo sẽ ra mắt vào chiều hôm nay luôn cho bạn nào đang thích coi series này của mình. Và tất nhiên là trong chiều này phải quay trở lại sớm nhất có thể rồi. Ok, là chúng ta bấm cái nút này này nhưng mà mình sẽ để cái buổi chiều. Ok, bye bye.